Anh Trung ơi, ơi. Hôm nay em có mang cái loa ra đây, nè, loa mới nè, anh thấy không? Đây nè, nó có cái thương hiệu này. Có thương hiệu là Yakun. Anh xem coi. DX75, rồi có số hotline nè, 0379 3 lần 87, tức là 0379 8787 8787, số dễ nhớ ha. Đúng rồi. Rồi website thì amthanhhanquoc.com. Đúng. Ủa, rồi. Sao cái mẫu cái kiểu dáng này đẹp quá em ha. Và đặc biệt á là cái pin của nó, cái điện của nó rất là bền luôn. 10 tiếng đồng hồ luôn đó anh. Thôi bây giờ anh em mình hát thử đi ha. Đẹp quá. Rồi. Đúng rồi, mình thử một bài gì đó đi. Alo. Chắc chắn đấy. Rồi. Đâu có còn mít không? Có được mấy mít? Đây. À hai mít luôn hả? Vậy là cái thêm mít không dây nữa, có dây nữa. Vậy là mình hát 3 hát 4 cũng được đúng không? Hay quá. Vậy giờ bây giờ mình thử đi. Thử đi. Mình thử cái bài bài mới nhất mà ca nhạc sĩ Tuấn Khương sáng tác á. Rồi. Rồi bài cái bài con muốn về nhà ha. Rồi. Đây để mở lên. Rồi. Mẹ ơi, con muốn về bên mẹ. Mà sao đường dài quá mẹ ơi. Ở nơi đây con đang mong từng giờ. Nhìn về nơi quê mẹ quá xa xôi. Sài Gòn ơi, sao vắng lặng đáng sợ. Giờ đây tôi phải biết về đâu. Phòng trọ kia nay chưa đóng tiền nhà. Phải làm sao khi không có nơi nương nhờ. Biết khi nào con mới đoàn tụ về ngôi làng có lưới che xanh. Biết khi nào con mới về nhà, nhà mình nghèo nhưng đầy tình thương. Nhà mình sẽ ra sao? Chỉ mong sao thế giới được yên bình. Tôi xin nguyện suốt kiếp mang Sài Gòn ơi, sao vắng lặng đáng sợ. Giờ đây tôi phải biết về đâu. Phòng trọ kia nay chưa đóng tiền nhà. Phải làm sao khi không có nơi nương nhờ. Con mới đoàn tụ về ngôi làng có lưới che xanh. Biết khi nào con mới về nhà, nhà mình nghèo nhưng đầy tình thương. Mãi mãi sao con chưa kịp về nhà, không biết rằng nhà mình sẽ ra sao. Chỉ mong sao thế giới được yên bình. Tôi xin nguyện suốt kiếp mang.
con mới đoàn tụ. Về ngôi làng có lưới chè xanh, biết khi nào con mới về nhà. Nhà mình nghèo nhưng đầy tình thương. Lá mai sao con chưa kịp về nhà, không biết rằng nhà mình sẽ ra sao. Chỉ mong sao thế giới được yên bình, tôi xin nguyện suốt kiếp mang ơn. Chỉ mong sao thế giới được yên bình, tôi xin nguyện. Quá chất lượng luôn. Ôi lần đầu tiên mà anh hát được cái loa mà nghe nó ấm như vậy. Dạ hay á. Dạ. Rồi mà giọng nữ cũng sáng ha. Nó okay, hút lên mà có một cái là nó không có bị hút, không bị hú cái âm thanh ha. Yeah. Rồi cả nhà ơi, đây là cái số điện thoại hotline này là 0379878787. Nhật Chung đi hát rất là nhiều rồi mà chưa thấy cái loa nào nó đẹp như thế này và hát rất là chất lượng. Rồi website là amthanhhanquoc.com. Ồ tuyệt vời quá.